lắm đâu nha. Bán chừng nhỏ hơn nữa. Hôm trước má tem body miếng từ cái bàn tương tác từ dạng như là mấy bạn nó cùng bán phát online như mình, bây giờ mình đã tem này nó vẫn còn mình mua nhưng sản phẩm tốt luôn. Siêu nước da tráng không chị nè? Ai? Chị mới có hai mấy tuổi mà đồ hát nữa, rồi ít bữa tiền món kinh nữa rồi sao tiền mày kinh tiền già rồi ra hôm bữa nay nó nổi quá.
quanh luôn á Ly. Hai bạn vừa hồn dễ sợ luôn. Đó đèn nó thấy hụt. Mình nước á, chẳng có cầu. Nó hồi đâu có đâu. Cái lúc nó lành 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 lên. Giờ mấy đứa này nó mỏng khó cầm luôn. Nó trực. Học lớp mấy rồi bé? Dạ em ta học năm 2. Đại học năm 2. Mặc đủ rồi, biết sinh viên rồi. Mình nó trắng nha. Ủa sập sạp một trắng cho á. Ở gần đây sẽ đi bộ gì đó bé? Nhà ở gần ở đường Lê Đại. Mấy người đi xe máy ở đi ngay chỗ bắt đầu sân trà chỗ nó chỗ đường lên chùa nắng đi mấy giờ trời sáng đi chắc không phải năm giờ cái đường lên trên cái chùa đó nó mấy con chị đường lên chùa nó nắng nhìn đẹp. Ủa chưa sống mấy người đi chùa vậy chùa nhà đứng đâu đi lên nắng nắng phải đi 5 giờ thì sao phải đi đường thấy ghê quá. Sáng mấy giờ đi? Tao nghe tin nhắn là tao biết mày nè. Mẹ yên hồi tối nghe mấy ngủ chắc mấy tưởng mình là ông mấy tưởng mình là ông tò quá. Tao nói mặt mày đúng không? Để tao nói cho nghe. Tao nói mặt mày đúng không? Tao biết, chị biết luôn. Chị biết thì mớ mà tao ra cái mặt mày tai ngủ rồi. Cái mặt ông tò. Nè, lần đầu nghe là mấy màng ở dưới ngực nha. Có, trên rồi cái mặt ơi. Lần đầu là mới để dưới cái tay dưới cái ngực. Cái sẵn lúc chạp. Lúc đó chị biết luôn có ly. Một chạp cái mấy quần lên trên cái ngực. Mới qua, quạt qua cái ngực rồi mới bỏ lên đây. Sang cái một chạm mấy mèo qua cái má bên đây mà không phải là đĩa tay đâu nha, cái tay vậy nè. Dạ vuốt vậy nè. Tao biết lúc đó chị biết luôn mà sao tao quay qua tao cái chứng này mày lấy. Ngang. Vuốt một bên má không đó, qua lẽ bên má bên ta phải vuốt tiếp. Chị biết lúc đó chị biết mà. Cái sang cái một chạm cái chắc mình kêu chắc mấy giật mình á, mình nằm im nữa, kêu chắc mấy giật mình á mới bỏ tay xuống rồi chắc lúc đó mới giật mình rồi mới dừng lại rồi. Chị tỉnh rồi đó, chị tỉnh lắm rồi chị biết mà chị biết cái mẹ lý không phải ông Tôn. Nhúc nhúc rồi thật sự quá. Mà chứ mà bậy nữa là bậy cái nha. Không mà bậy, mà hay cứ quay hai lần, năm năm cái chồng cứ quay qua nhúc chút của má quen á. Chị thấy cửa là giật, ồ vậy thôi. Nhúc nhúc, quen quen nhúc chút cái mẹ. Lúc mà nhìn mắt cười. Đúng là chị tỉnh đó, tỉnh mẹ. Đó, em kêu chắc là mấy chắc mấy lúc mà mới thả tay xuống chắc mới tỉnh vì giật mình rồi. Mình kêu ủa trước giờ đâu có, cùng lắm mới quay qua mới ơ một xíu mới thả ra mấy. Dạo này ở với chồng cười. Rồi tối nay chị Ly bị ngon mà lúc đó tỉnh nghe mà hồi như mà biết nghe quen quay qua biết
tiếp kiếm này anh chưa tiếp nào. Tiếc rồi. Không nhắc rồi, chị chắc chị cũng quen với Như Lê, chị không nhớ. Hai người đi tiếc rồi. Không nhắc là ta còn quay là không nhớ đấy. Chị mình nói thì nhớ. Rồi lúc đó tôi quay coi mẹ mày lấy. Tôi quay coi kêu mày lấy. Ta nhớ có tầm mèo. Có tao mè cái mặt mày lên. Mày lên, mày lên, yêu cô đó mày lên. Tôi kêu để im mới kêu mẹ.